Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video của em nha. Thì hôm nay thì em sẽ quay cho các bác xem là một bộ chiếu ngựa cực kỳ là dày bên em luôn. Thì như cái tấm này thì về kích thước của nó thì nó đang dày, về cái bề dày của nó này, nó đang dày là 40 phân các bác, cực kỳ là dày luôn nha. Ngoài ra thì cái hàng dày này thì em đã có khoan gông hai cùm luôn, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây, bên này cũng có nữa. Đó, các bác có thể nhìn thấy cạnh bìa này, cạnh bìa cực kỳ đẹp luôn. Thì như cái bộ này thì về kích thước chiều rộng của nó thì nó đang rộng là 1m90 và dài là 3m03 nha, dài là 3m03. Đó, hàng cực kỳ là dày dặn và cực kỳ là đẹp luôn. Nè, các bác có thể nhìn thấy những cái đường vân sọc dừa này, nổi rất là đẹp nha. Thì hiện tại cái bộ này em đang để ở xưởng gia công nên là bụi bặm thì nó cũng hơi bám vào, nó cũng hơi dơ. Này, các bác có thể nhìn thấy này, đất cũng đã bám khá là dơ luôn. Đó, bộ này nếu mà bây giờ chỉ cần ví dụ như bát nào mà chốt á, thì em sẽ cho thợ là dung sơ cái lớp bụi ra, dung sơ cái lớp bụi ra xong bắt đầu là phun bóng lên thì nó sẽ cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, phun bóng lên thì nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Thì về cái bộ này á thì em có tất cả hình ảnh mộc và nói chung là em có tất cả hình ảnh lúc còn thô mộc luôn. Nếu mà bạn nào quan tâm, bác cứ kết bạn qua Zalo trực tiếp cho em thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho các bác. Đó, em sẽ gửi chi tiết hình ảnh mộc cho các bác luôn. Thì những cái bộ này á, về giá cả thì hiện tại đang bán là giá là 135 triệu, mà 135 triệu cực kỳ rẻ luôn. Tại vì cái bộ này nếu mà tính ra thì nó 40 phân là tính ra là nếu mà cắt đôi ra nó thành 2 tấm á, tính ra thì một tấm nó chỉ rơi vào tầm 6-7 triệu thôi. Một tấm 19 thì tính ra giá thành nó chỉ rơi vào 6-7 triệu một tấm thôi. Nhưng mà cái hàng này thì nó cực kỳ đẹp nha các bác. Đây này, cạnh này, các bác có thể nhìn thấy này, cạnh này, đó, rất là đẹp luôn. Đây này, đường vân gỗ nó. Thì như cái bộ này em đang quay cái nó hơi bụi một xíu nha, nên là nhìn nó không được rõ cho lắm nha, nên là các bác thông cảm nha. Nhưng mà cái hàng này nếu mà bác nào muốn xem chi tiết nhất á, thì bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Đó, em sẽ liên hệ qua Zalo kết nối video quay trực tiếp cho các bác xem. Đó, rồi thì hình như cái bộ này về cái giá 135 thì em cũng đã có gồm là chân kê và bao ship cho các bác rồi nha, nên là các bác cứ yên tâm. Tại vì nhiều bác thì cứ hỏi là bán sập có chân kê không, thì cái này thì em nói rõ luôn. Thì những cái sản phẩm về chú ngựa nha, những sản phẩm về chú ngựa là em bán là đều có chân kê và ship. Còn như bàn tròn á, bàn tròn thì em bán bàn ấy thì nó sẽ tính chân riêng. Còn như những sản phẩm về chú ngựa mà bên em bán là nó sẽ có cả chân kê nha. Đó, bạn nào nếu mà quan tâm về bộ này thì liên hệ trực tiếp cho em, giá chỉ 135 thôi. Đó, rồi, em xin kết thúc video đây nhé.